thì vậy rồi mình đi đâu ngày nào ngày mắt thư cài xong bắt đầu mình có vé, mình email cái vé của mình cho cái lần trước con gọi nó hỏi đi đâu trong đấy cái chỗ lắm rồi trong đấy như vậy. Cái máy đó giống 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 như cái hồi nó mới đi bên ngoài Bắc á, rớt cái coi như trả tiền. Cứ để cho người ta tưng tưng. Tại hút bên trò nha. Đúng rồi, sơ ý không để ý cái tên khách sạn.
6 rưỡi hướng về. Ok, cái bên cái sớm đó là sớm lớn thôi đó. Nhưng mà bên bên Âu Châu nó không có sớm, nó không có cái sớm của mình không phải nhiều bên bên Úc, bên Mỹ đâu. Nó nhỏ 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 nhưng mà đồ đặt nó bán. Nó có nhiều người vô cho tao chờ tao vô với cái shopping center. Mấy người hướng dẫn viên nó không biết center, shopping center ở đâu. Nó không có du lịch feel như mình, nó không có. Sốc lớn, sốc nó dập nó nhỏ, nó phải đồ nó đồ hàng chục ngàn, hai ba bốn chục ngàn đồng hồ á, hàng đồ á. Cho nên mình tưởng bộ là nó đồ dở với mình. Mà đó thì ra mình để ý đó. Nhớ là mình giữ tiền, không nên có số tiền với Âu Châu nữa xài euro. Còn mình bên cái tập thắng mình xài giữ xe. Còn mình vô mấy cái mình mua cái gì ở thị trường nữa, đừng có xài tiền tiền mặt. Mình xài cái travel card hay là master card thì để khỏi bị lấy tiền thối chứ có gì cả. Lấy tiền thối là mình mất tiền. Không ai thì không ai cơ. Tối chủ nhật 16 16 tối chủ nhật mấy giờ? 8 giờ không? 9 giờ bay. Vậy thì mình phải đến trước mấy giờ? 6 giờ. Nhưng mà cái ngày mình trở về cứ rõ chưa thấy rõ. Cũng không biết luôn à. Em chẳng thấy với nó ngày về chế vậy à. tháng 8 về đây coi như 13-24 về đây là 12 hả? Không mà nếu mà đi sang bên Dubai ở thì chung hết cả bao nhiêu người đó. Đổi vé hết một lần luôn, mà đổi chưa nữa? Chưa đổi hả? Cái này là mình gọi cho nó, mình gọi về thôi. À. Và chục lần nữa. Chơi vừa cạp mình vẫn còn cái gì? Để bơm tiền cho nó. Không còn gì nữa không? Ok, chúng ta cứ dọn tiền rồi.